Xin chào các cô, các bác, anh, các chị. Hôm nay em sẽ giới thiệu mọi người, đây là chai dầu lóng Antiflamin của Hàn Quốc, loại 100ml. Đó, hàng xuất xứ 100% từ Hàn Quốc, chuẩn 100%. Đó, em vừa mới dùng thử, nóng mà thích lắm. Nó nóng nhưng không phải nóng bỏng đâu nhá. Mà em đang bị đau khuỷu tay không nọ đánh tay mà em bôi phát đỡ ngay. Đó, một chai dầu nóng của Hàn Quốc cực kỳ xịn, là món quà rất là quý. Nếu mà mua cho các cụ già hoặc mua cho các anh em hay chơi thể thao thì rất là quý. Đó, rất nhiều người đi nước ngoài về chỉ cần mua dầu quan hổ hoặc dầu nóng các thứ, là những cái loại dầu gió, nên là món quà rất là quý giá, rất nhiều người thích. Đó, dầu nóng Hàn Quốc Antiflamin là sản phẩm nổi tiếng được người Hàn Quốc tin tưởng và sử dụng suốt 68 năm qua, với hai thành phần chính là imethon và methyl salicylate, thấm nhanh qua các da để lại hiệu quả nhanh chóng. Đó, đặc biệt là cái này nó còn có cái bộ phận này bên cạnh này để chúng ta tự cà xoa bóp ấy, kiểu như dạng xoa bóp ấy đấy, để cho dầu nó tan nhanh hơn và nó đều hơn đấy, rất là tiện đúng không? Ở Việt Nam gần như không có sản phẩm nào như vậy cả. Đó, cái này để massage nữa, đúng rồi, để massage để cho nó thích nhá, cà qua cà lại rất là thích. Sản phẩm này được bán đang rất là hot ở một số thành phố lớn. Bên em là Royal Plaza, địa chỉ là 264 Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Facebook là Royal Plaza sức khỏe cho mọi nhà. YouTube của bên em là Royal Plaza sức khỏe cho mọi nhà luôn. Đó, dầu nóng Hàn Quốc cực kỳ tốt, có tác dụng trong hỗ trợ triệu chứng về đau nhức như viêm xương, bong gân, các chứng đau cơ, khớp, đau đầu, nhức vai, đau lưng, chấn thương do vận động hay chơi thể thao gây ra. Đó, các chứng viêm, ngứa da, nổi mẩn đỏ do côn trùng cắn, triệu chứng tê buốt chân tay. Đó, chỉ cần xoa dầu lên vùng bị ảnh hưởng rồi massage bằng dụng cụ đính kèm sẽ cho hiệu quả tốt nhất. Vâng, em xin cảm ơn mọi người. Mọi người biết muốn biết chi tiết xin vui lòng vào website của bên em royalplaza.vn hoặc vào Facebook của bên em royalplaza sức khỏe cho mọi nhà. Em xin chân thành cảm ơn. Hotline bên em là 0961 936 536. Zalo cũng là 0961 936 536.